Em thích họ cao đến thế cơ à? Quá thích luôn. Từ hồi em đổi thành Cao Minh Trí nhá, trong em lúc nào cũng muốn mình phải trưởng thành hơn, phải lớn hơn. Cho dù có nhiều áp lực, nhưng mà đấy cũng là động lực mà. Chứ chị bảo tại sao em cứ phải hùng hục làm ở trên vườn thảo dược làm gì? Nhất định em sẽ cố gắng để ông tin tưởng, để chị phải tự hào. Với cả khiến mẹ phải vui vì có thằng con trai tự kiếm ra tiền, xong còn biếu mẹ nữa. Mình có nói với tôi, mình thích anh. Còn tôi thì thích mình. Và cũng chính vì thích cô ấy, nên tôi rất muốn cạnh tranh sòng phẳng với anh. Và tôi tin, tôi sẽ có mình một cách đàng hoàng. Tôi hiểu. Còn tôi thì không hiểu. Tôi cũng được nghe một vài câu chuyện của cô và Vĩ. Có thật rồi. Chúc mừng em. Ngay đến cả một cái tát, bây giờ anh cũng không xứng nữa rồi.